Dạ rồi, em chào Khả Như ơi. Dạ chào chị. Dạ. Dạ chào quý 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 cô chú ạ. À. Bữa bữa nay con lên giao lưu cái gì đây nè? Dạ bữa nay con lên được 8 cây. Dạ. 2 cây mai tàn với 6 cây mai phôi nha quý cô chú. Em có làm gì đâu hồi hộp vậy? Dạ rồi, cho em xin lại số điện thoại nha. Dạ số điện thoại của con này 0939100240 ạ. À. Dạ rồi. Rồi với cái đầu clip dạ. Số 1 là cây tàn chị ha. Dạ cây này cây tàn dù nha quý cô chú. Dạ. Cây này cao tầm khoảng 3 mét nha quý cô chú. Dạ. Tán ngàn cũng khoảng 3 mét luôn quý cô chú ơi. Dạ. Bông thì bông 5 cánh 6 cánh à, mà bông được bông chùm nha quý cô chú. Dạ bông dày đặc luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ tại em mứng mất sức mà bông nó còn to bự gì á, nếu mà cây này trồng khỏe là bông bự lắm. Bông chùm luôn nha quý cô chú, cái dàn xương cũng khá là ok luôn ha. Dạ. À, một cây tàn dù. Nếu anh chị nào mà thích tàn dù thì alo cho em sở hữu cây này ha quý cô chú ơi. Dạ cao trên 3 mét luôn chị ha. Dạ. Cao trên 3 mét mà tán ngang. 3 mét. Cũng 3 mét nha cô chú anh chị. Do cái chỗ của mình nó hơi chật chút xíu nên là trong lúc quay có gì sai sót cô chú anh chị bỏ qua cho em nha. Rồi. Rồi. Tàn tròn vo rất là đẹp nha cô chú. Rất là thích hợp cho cô chú anh chị nào mình sưu tầm những cái cây lớn mình để trước sân nhà ha. Ui. Đẹp quá. Tàn rất là đẹp luôn nha quý cô chú. Rồi, bây giờ mình xem cái phần đế ha. Nguyên một củ luôn. Nguyên củ này nhìn như con thú ngồi ha quý cô chú ơi. À. Đế tứ diện hết ha. Không thiếu ha. Anh đi phòng phòng đế chứ nha. Nhìn đế cũng lực lắm ha quý cô chú. Dạ. Nhìn này như cái bắp chân của nó vậy ha. Dạ, đang ngồi ha. Dạ. À, rồi sẵn cho anh thông số luôn nha. Dạ. Hoàn thân tại vị trí này là 52 ha quý cô chú. Dạ rồi. Đó, cái hoành cũ đặt ở dưới của nó là 72 ha. Dạ rồi, ngay vị trí này 72 luôn. Đường kính bầu là 66 ha. Dạ. Thoát thân từ mặt bầu đến nhánh tới chi đầu tiên là 107 ha quý cô chú. Dạ. Dạ cây này nó có cái lỗi nhỏ là hồi đó nó người ta đi ngang nó bị chóc miếng da ngay đây nhưng mà lành hết rồi nghe quý cô chú. Dạ. Lành hết rồi. Rồi. Một cái củ đặc luôn nha chị. Cây này rất khá hay ha quý cô chú. Nếu anh chị nào chơi tàn dù thì cây này để ngồi ở dưới là hết ý rồi ha. Trước sân là gật gỡ luôn nha cô chú anh chị, xong cái bắt băng đá dưới ngậu nước trà luôn á. Rồi cây này thì mình giao lưu sao á chị? Dạ cây này em bao phí 200 km giá 22 triệu chị ơi. Dạ 22 triệu. Một cây mai tàn dù bông chùm luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi. Tiếp theo là mình giao lưu mã số 2 nha cô chú anh chị. Dạ. Một cây bay một, hả một chị? Một cây dán bay ạ. À. Cây này là cây sưu tầm ha quý cô chú. À, để em qua bên đây. Thằng dán bay nha quý cô chú anh chị, chỗ này nó hơi chật quá cho nên là à. Là lắc lượng luôn ha quý cô chú ơi. Dạ. Mỗi nhịp mỗi có chi ra ha. Cây này đâm tuột sống khỏe à quý cô chú ơi. Đây. Rồi cho em xin cái thông số luôn ha. Dạ. Cành bay từ thân tới cái cành là 145 ha. Dạ, 145. Cây này được cái có cái cành nhỏ đó, lùa theo rất là duyên nha quý cô chú. Dạ. Cành này cây có cành này quá đẹp. Rồi một cây dán ba nha quý cô chú anh chị.
Dạ từ đỉnh này, từ dạ. đỉnh xuống là hết thước dây nha quý cô chú. Dạ từ đỉnh xuống gốc hết thước dây. Em no hoàn thân. Hoàn thân tại vị trí này là 52 ha. Cũ đặt của em nó là 65 hả quý cô chú? Dạ 65. Cũ này đặt hết rồi. Chỗ nào cũng có đế nha quý cô chú ơi. Cây này còn làm đế xuống nữa ha. Tại hôm bữa em bứng cây tàn mà em cắt lại em chưa có làm đế luôn. Dạ. Cây dáng ba nha cô chú anh chị. Chỗ này nguyên một củ. Cây này nuôi lên ha. Tiền lắm ha quý cô chú. Cốt cành nó lớn hết trơn nha quý cô chú anh chị nha. Dạ để em đo thử cốt cành một chi cho quý cô chú coi ha. Dạ. Anh chị thấp nhất luôn nha quý cô chú. Dạ nó 21 ha quý cô chú. Dạ 21. Đâm tược mạnh dữ rồi. Này về là quý cô chú để xuống bắt đất liền. Có cái cành nhỏ nhỏ nó lùa theo nhìn rất là đẹp nha quý cô chú ha. Cành nhỏ nó cũng lắc lượng nữa ha. Dạ. Cây này thì mình giao lưu bao nhiêu hả anh chị? Dạ cây này em xin giao lưu với giá là 38 triệu em bao phí 200 km nè. Dạ 38 triệu một cây à. Nhắn ba nha quý cô chú anh chị, củ đế đặt luôn nha. Cây này là cây đáng sưu tầm ấy, quý cô chú. Giờ còn kiếm mấy cây gì khó kiếm, chi cành bự vú bò mà lắc lượng gì bay cỡ 3 mét nè. Dạ. Tính từ mặt bầu tới trên đỉnh khoảng 3 mét. Cái này nuôi vú bò hết nha cô chú nha. Dạ rồi 38 triệu phải không chị? Dạ. Dạ, cây dáng ba nha cô chú. Rồi. À. Rồi mình đổi sang mình coi một vòng cái đế cái nữa rồi mình đổi sang cây khác nha quý cô chú anh chị nha. Đế nó nhìn. À. Đế nó cộng lực thôi nha quý cô chú, đều hết rồi. Đều hết tứ diện hết ha. Đây. Quanh đây cũng ha. Lớn nha cô chú anh chị. Trong này nó vẫn có rễ nha quý cô chú. Đây. Rồi một cây dáng ba là 38 triệu nha quý cô chú anh chị. À, mình thích cây này thì mình liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của Khả Như nha. Dạ rồi em xin phép đổi cây nha cô chú anh chị. Rồi lên đi ơi. Dạ rồi bây giờ mình sang số 3 nha quý cô chú anh chị. Dạ. Rồi số 3 cũng là một cây à. Cây mai vàng. Cây mai có vàng có cành phóng à. Cành phóng chứ không phải cây này dài. Dáng bài ha quý cô chú. Dạ, một cành phóng rất là dài nha cô chú nha. Cây này đế lực không ha quý cô chú. Dạ, đó. Cộng rễ lớn lớn không nha quý cô chú anh chị. Mà bỏ đều bốn mặt cho mình. Nhìn luôn cái cục đế này là chịu không nổi vậy ha. Dạ. Cục đế này nè. Cái mặt này quá trời luôn. Cộng đế em bự hơn cầm tay em hết quý cô chú ơi. Dạ. Đều hết. Nó nu nữa, nó già quá già, nu đế nữa. Nu lên nè. U nặng lên. Dạ. Cây này em vệ sinh không kịp hả quý cô chú. Nay mình xịt rửa nó sáng cây ha. Dạ. Rất là vàng, rất là đẹp ha. Dạ. Tại em vệ sinh không kịp quý cô chú ơi. Em hối quá mà. Rồi. Khoảng trăm thông số luôn nha. Dạ. Rồi, đo giùm em cái cành phóng nó dài bao nhiêu nha chị. Đo không tới thì cành chị... em nghĩ khoảng 2 mét quý cô chú ơi. Dạ. 2 mét tới 2 mét 2 à. Dạ. Dạ. Rồi, chiều cao của em nó là 126 ha. Dạ. Hoành thân của nó là 44 ạ. Dạ rồi.
Nó tổng hoành đế nè. Hoành đế là 160 nha quý cô chú. Đúng rồi. Đường kính bầu là 63. Dạ. Rồi. Bộ đế. Cây này quá lực quý cô chú ơi. Nhờ đầy đủ chi hết ha. Mỗi này muốn này ghép vô là cành phóng nó cũng có chi cành luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, cái này thì mình giao lưu bao nhiêu hả chị ha? Dạ, cây này em xin giao lưu với giá là 15 triệu, em bao phí 200 km luôn ạ. Dạ. Chứ cây này mà ship bưu điện chắc tầm khoảng 3 triệu á. Dạ. Rồi. Chứ ship bưu điện cũng khó nữa. À, rồi, mình đổi cây khác giùm em luôn ha. Dạ, tiếp theo cây mã số 4 này, cây lùm lực bút măng ha. Gốc chữ A luôn ha. Gốc cây chì cành đóng đều ha quý cô chú. Cây này đang nứt xù ha quý cô chú ơi. Đây nứt xù rất mạnh. Dạ. Nứt xù ha. Đế gọng lực 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 không ha. Cái này mình xịt rửa nó sáng cây luôn ha, nhìn thấy nó xù thấy rõ nha cô chú. Cây này mà để bàn cái là hết ý kiến nha quý cô chú ơi. Đế là tứ diện hết á. Cộng rễ lớn lắm nha cô chú chị ha. Dạ, cộng rễ bự hơn cùng tay em không ha. Đây đây. Dạ. Đều hết, không có chống mặt nào ha quý cô chú. Đó, nhìn rất là đẹp cây nha quý cô chú anh chị. Cây này đúng bút măng quý cô chú ơi. Coi nó nở nữa nè. Rồi, sẵn cho em thông số luôn nha. Này không biết đâu hoành đâu, nó đo ở đây. Hoành thân tại vị trí này là 48 nha. Dạ. Đo lộn xuống xuống dưới cái chi nhỏ đó nữa là 56 ha quý cô chú. Dạ, vị trí này 56. Chiều cao từ mặt bầu lên là 69 nha. Đường kính bầu dài nhất của em nó là 49 quý cô chú ơi. Dạ. Nếu anh chị nào thích bonsai để bàn thì alo em cây này ha. Dạ, cho em xin lại số điện thoại ha. Dạ, 0939100240 ạ. Dạ. Đúng là số Zalo luôn. Rồi, đổi cây giùm em luôn nha. Ủa quên báo giá. Dạ, cây này em xin giao lưu với giá là 11 triệu ha quý cô chú. Cây này em bao ship toàn quốc ha. Dạ. Dạ. Chương cơm quên. 11 triệu nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Tiếp theo là mã số. Dạ, mã số 5 ha. Số 5. Dạ. À, một phôi mai vàng và chi cành đầy đủ luôn nha cô chú. Dạ. Anh chị. Phôi chi cành đầy đủ dốc ngọn ha quý cô chú. Đang lên xù ha, nu cục nu xù lên chảy xuống nhiều lắm ha quý cô chú. Cây này là chi cành đóng bỏ đều hết ha, không thiếu gì hết. Cây này mình mua về ra tược, cái mình ghép cúc thọ hương, cái là vip luôn nha quý cô chú anh chị. Đế là nôm tứ diện hết ha, có có cái củ nhìn quá khoái ha. Nhìn rất đẹp ạ. Dạ rồi, trên thông số luôn nha. Hoành thân tại vị trí này là 39 nha. Dạ, 39. Đo xuống củ đặt nha. Củ đặt của em nó là 54 nha. Dạ rồi. Chiều cao của em nó là 100 đúng nha. Đường kính bầu dài nhất là 52 ạ. Cây rễ đều nôm xuống nha quý cô chú, không có chống mặt nào nha. Trong này có hết nha. Đây thì đều hết rồi, đều hết rồi. Ở đây cũng có nữa nha cô chú anh chị. À, cái này hình mà Zalo bao nhiêu hả chị? Dạ, cái này em xin Zalo với giá là 6.500.000 bao phí toàn quốc ha. Dạ, 6.500.000. Phôi mã số 05. Số 5. Dạ rồi. Được 3 cây tứ quý ha. Dạ.
Rồi. Mã số 6 nha quý cô chú anh chị. Dạ, cây số 6 à. Cây tứ quý lùng lực dáng dáng bài ha quý cô chú. Chích rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đế thú ha. Đế dáng thú nha quý cô chú. Dáng thú nhưng phải thú quý cô chú. Em nói lộn. Rễ tứ diện ha quý cô chú. Ở trong này còn nhiều lắm. Em làm không kịp ha. Dạ. Bởi vì thú này còn nhiều lông quá trời nữa. Chưa. Chưa vệ sinh được. À. Quý cô chú thông cảm nha. Nhìn bộ đế là thấy ghiền nha cô chú. Rồi. Hoành thân tại vị trí này là 35 ạ. Dạ, hoành 35. Chiều cao từ đỉnh tới mặt bầu là 72 nha quý cô chú. Chiều cao cành bay này tới thân thú là 66 ha. Yeah. Ai thích chơi bay thì chơi bay, không thích chơi bay thì cắt chơi lùng lực lại ha. Yeah. Tứ quý giờ khó kiếm lắm quý cô chú ơi. À, cây rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Này kiếm được cây trần ai ha quý cô chú. Dạ, mã số 6 luôn, tứ quý. Mình giao lưu bao nhiêu ạ? Dạ, cái mã số 6 này em xin giao lưu với giá là 5 triệu 500 ngàn ạ. Dạ, 5 triệu rưỡi luôn, bao ship ha anh chị. Quà Tết thì tứ quý mua không có, mua hơi mắc nha quý cô chú. Dạ. Chứ không phải là em báo giá mắc nha. À. Mua không có quý cô chú ơi. Rồi, 5 triệu rưỡi mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi, em mình đổi phôi ha. Rồi, tiếp theo là mã số 7. Dạ, yeah, cũng một thôi mãi tứ quý dán chật ba lần ha quý cô chú. À. Cây này đế đều mình ôm cộng lực không nha. Nôm khoảng một gan tay của em ha. Dạ. Đều luôn nha quý cô chú. Đều cộng bự không. Cái đây là còn nhiều lắm ha. À, tại em vậy em làm ra chưa kịp ha. Dạ. Rồi sẵn cho thông số nữa. Hoàng thân tại vị trí này là 35 ha. Dạ, 35. Tứ quý mà kiếm mấy dáng cũng khó nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của em nó là 80 ha. Đường kính bầu dài nhất là 48 quý cô chú ơi. Dạ. Cây này nhìn thấy mấy cái nhánh này nó bay theo quý cô chú. À. Tứ quý mà giờ mà đế gì dáng thú chi cành đều gì khó kiếm lắm ha quý cô chú ơi. À, ghép rất là mạnh nha quý cô chú anh chị. Cái này ghép cúc loa hương năm sau là chơi được ha quý cô chú. Dạ, mình giao lưu cây này bao nhiêu ạ? Dạ, cây này em xin giao lưu với giá là 5 triệu 500 ngàn ạ. Dạ, 5 triệu 500 ngàn. Bằng với cây kia, nếu anh chị nào muốn sở hữu một cặp thì alo cho em ha. Dạ. Rồi. Dạ. Tiếp theo là mã số 7. Cái này là mã số 08 mình. Số 8. Dạ. À. Cây dáng thú chật quân tử chi cành đều ha, gióp ngọn chút xíu nè. Cây này rất nâng cây nha quý cô chú. Dư đít nó nở nâng từ từ lên gióp ngọn ha. Chi cành là đều hết ha. Chi cành cũng khá lớn nha quý cô chú anh chị. Đế đều hết luôn. Nhìn cái đít nè, hết biết đít. Dạ. Đế đều cộng lực bự không hả quý cô chú? Rồi, cho em thông số đi nha. Hoành thân em nó tại vị trí này là 40 ha. Dạ, vị trí này là 40. Đó, xích lên chút. Xích lên chút là 35 hả quý cô chú? Dạ. Chiều cao của em nó là 96 ạ. Đường kính bầu dài nhất là 39 ạ.
Dạ, cây mã số 08 này em xin giao lưu với giá là 4.200.000 ha. Dạ, 4.200.000. Dạ, cây mã số 8 này là cũng cây cuối clip của em rồi. Dạ. Dạ, em xin chân thành cảm ơn quý cô chú đã ủng hộ clip trước rất nhiều ạ. Em xin cảm ơn. Dạ rồi, cảm ơn chị Thảo Như đã chia sẻ ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip ạ. Chúc cô chú anh chị sẽ sưu tầm được nhiều phôi mai đẹp quá cho mình nha. Rồi.